xem nha, giá rẻ. Cái này giá rẻ bất ngờ bự lắm nha, không phải nhỏ đâu. So với thuốc là thấy chưa? Có mấy chốt cành nghe cho này nè. Đế thì hơi yếu một tí, cây này hoành khoảng 25-26 vậy. Mốt về bắt cành, giờ trồng giải trí lấy bông lấy hoa. Mình xem nha các bạn, kim sung hình. Mấy cái này mình quay từng cây cho anh em nào lựa mình bán giải trí. Cái cây cối giờ cũng hết cây bán rồi. Hầu như hôm nay mình đi không có cây gì để bán, có một số cây là mình cũng bán luôn rồi. Cây bây giờ là cái này nó bị nhiễm nước mặn dữ lắm. Mấy lái kiển rồi giờ họ cũng ít lấy cây về nữa, cũng không, hầu như cũng không có cây để bán. Bên xanh nha các bạn, kim sung hình.